Chào mọi người. Giao y viên xin giới thiệu đến mọi người chuyện Hãn Phu của tác giả Ni Tử, dịch và đọc bởi Mộc Nhiên. Chương 19. Vương Thạch Tĩnh lòng đầy u ám, đẩy cánh cổng cũ nát trước sân nhà, nhìn hai đứa nhỏ trong gian phòng sáng đèn. Những buồn bực trong lòng bỗng tiêu tán không ít. Đóng cổng, đứng im lặng trong phút chốc, hắn đến phòng bếp rửa tay, sau đó mới mở cửa tiến vào trong nhà. Vừa bước vào đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Về rồi hả? Nhanh ăn cơm đi. Thanh Nhi cùng Ni Tử đã ăn cơm ở nhà Lý Thúc, người với ta ăn đỡ chút vậy. Được. Vương Thạch Tĩnh tới giường đất ngồi, Thanh Nhi nhảy xuống giường, nói: Cha, ta đi lấy canh cho người. Thiệu Vân An nấu nồi canh nấm, cải thảo xào thịt băm, cùng với bánh bột ngô lúc bọn họ ở huyện về có mua thêm. Nấm tai mèo còn chưa phơi khô, nên không thể ăn. Ngay lúc này, Thiệu Vân An cản lại Vương Thanh. Đợi chút, chờ cha người tiêu khí hãy ăn, đang giận mà ăn cơm sẽ sinh bệnh. Vương Thanh cùng Vương Ni lập tức nhìn về phía cha. Thiệu Vân An sợ một ngọn đèn dầu không đủ sáng, trong nhà lại thắp đến hai cây đèn dầu. Hai đứa nhỏ có lẽ không thấy hỏa khí của Vương Thạch Tĩnh, nhưng Thiệu Vân An lại thấy rõ ràng. Thiệu Vân An nói: Thanh Nhi, ngươi đi chuẩn bị nước ấm, cùng Ni tự rửa mặt trước, đêm nay ngủ sớm một chút. Vâng. Vương Thanh ôm muội muội xuống khỏi giường đất, nắm tay muội muội đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, Thiệu Vân An đem chén nước mình còn chưa uống đẩy qua cho Vương Thạch Tĩnh, hỏi: Lý Chính và tộc trưởng trách người? Vương Thạch Tĩnh một hớp đem chén nước uống cạn, lau miệng nói: Triệu Thúc không trách ta, lúc ta qua Tôn Bá cũng ở đó, chỉ là Tôn Thị tộc trưởng cũng không nói gì. Vậy Vương Văn Hòa nói sao? Vương Thạch Tĩnh hơi thở tức khắc âm trầm. Thiệu Vân An nói: Đừng tức giận, hắn không vui cũng rất bình thường. Nhân gia không phải chỉ trông cậy vào mỗi chi tùng lập công danh hay sao? Thiệu Vân An tuy có ký ức nguyên chủ, nhưng thỉnh tha thứ hắn vẫn không thể nào chấp nhận và đồng cảm với vấn đề dòng tộc thời cổ đại này. Ở hiện đại, mặc dù có nhiều địa phương vẫn có tông tộc tồn tại, nhưng chủ yếu vẫn là để hoài niệm mà thôi. Vương Thạch Tĩnh trầm mặc trong chốc lát, nói: Vân An, ngày mai ta đi tìm Lý Chính viết thư hòa ly. Hai ta hòa ly, sau đó người cưới ta. Như vậy sau này, người không cần vì ta mà bị vương tộc kiềm chế nữa. Một câu trước, Thiệu Vân An kinh ngạc đến nỗi cái bánh ngô trong miệng thiếu chút nữa rớt xuống. Chờ Vương Thạch Tĩnh nói xong, cái bánh trên miệng không những rớt xuống rồi, hắn còn bị sặc nước miếng. Vương Thạch Tĩnh dịch qua vỗ lưng giúp hắn. Thiệu Vân An vừa ho, vừa cười, khổ sở muốn chết. Cái người thành thật này lại có thể nghĩ đến chiêu thức đặc biệt như thế này sao? Thiệu Vân An chỉ muốn bóp mặt hắn cắn một phát, nói: Người sao có thể đáng yêu như vậy? Nói thật, biểu hiện của Vương Thạch Tĩnh ngày càng khiến Thiệu Vân An phải nhìn hắn với con mắt khác. Thật vất vả nhịn xuống, Thiệu Vân An lau khóe mắt đầy nước do cười mà nên, nói: Tiền của ngươi đều ở chỗ ta mà, ngươi lấy cái gì làm của hồi môn? Vương Thạch Tĩnh hơi lúng túng, Thiệu Vân An tiếp tục trêu ghẹo: Ta cưới ngươi, vậy ngươi chính là cha nhỏ, Thành Nhi cùng Ni Tử liền theo họ ta. Với lại... Thiệu Vân An sắc bén quét mắt đánh giá: Nếu ta cưới ngươi, ta phải gọi ngươi là tức phụ nhà về sau. Hắn không nói nữa, nhưng Vương Thạch Tĩnh tuyệt đối minh bạch. Làm tức phụ thì buổi tối không phải là... Vương Thạch Tĩnh ngượng nghịu hắng giọng, cảm thấy bản thân hơi bốc đồng. Thiệu Vân An gỡ miếng che mắt của hắn ném qua một bên, lại vỗ ngực hắn nói: Vương Văn Hòa chỉ là lão cổ hủ mà thôi, tức giận với hắn lại mệt thân. Ngươi yên tâm, ta ngay cả huyện lệnh còn không sợ. Sợ hắn sao? Cùng lắm thì chúng ta lên huyện thuê phòng ở, dọn ra khỏi thôn.
Lúc nào mà chả thế, chỉ cần có tiền, tổng tộc quy pháp đều là cái rắm. Người nếu một năm kiếm được vạn lượng bạc, lấy bạc mua một chức quan, người xem hắn còn dám nói mấy lời vô nghĩa nữa không? Đến lúc đó, đừng nói là chỉ trích, hướng người vuốt mông ngựa còn không kịp. Vương Thạch Tĩnh tim đập thình thịch. Vạn lượng bạc. Thiệu Vân An ném cho hắn một ánh mắt tinh quái. Coi như không phải vạn lượng, nhưng nghìn lượng là đương nhiên. Người về sau chờ làm lão bản. À không, đại lão bản đi. Chúng ta một bên nỗ lực kiếm tiền, một bên đem thai nhi cùng ni tử bồi dưỡng thành tài. Về sau thai nhi làm quan lớn, ni tử làm quý phu nhân. Người nói, người khác có đến vuốt mông chúng ta hay không? Vương Chi Tùng sao có thể so với người? Hắn dù có thi đậu trạng nguyên, sớm muộn gì cũng bị phế. Người cho rằng, thư sinh nhà quê có thể dễ dàng làm quan đến thế sao? Làm quan không phải cứ khảo thí, đạt vị trí đệ nhất là được. Một không bối cảnh, hai không quý tộc, ba không vận khí, bốn không mị lực. Khắp thiên hạ nhiều người như vậy, nhiều thư sinh như vậy, ai lại để hắn ta nắm quyền lực? Với cái đức hạnh kia, tầm nhìn kia có thể bước ra khỏi thôn Tú Thủy đã là không tồi rồi. Nếu là người khác nói chuyện như vậy với Vương Thạch Tĩnh, hắn sẽ cho rằng người đó đang mơ mộng hão huyền. Nhưng Thiệu Vân An nói lời này lại khiến tâm hắn dao động không thôi, cảm thấy tựa hồ có thể trở thành hiện thực. Được rồi, đừng tức giận. Người cũng xem như từng ra ngoài trải sự đời rồi. Giò đò gì với mấy người ếch ngồi đáy giếng, suốt đời chỉ ở trong thôn, nhiều nhất là lên huyện thành. Vương Văn Hòa có hiểu hay không liên quan gì đến sinh hoạt chúng ta? Trong nồi còn có canh để lại cho ngươi đấy. Ngươi nhanh ăn đi, chốc lát phải đem lá trà ra phơi, bằng không sẽ ảnh hưởng hương vị, vốn dĩ nên xử lý từ lâu. Vương Thạch Tĩnh một chút nóng giận đều không còn, chỉ cảm thấy năng lượng tràn trề, xuống giường đất đi ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến thanh âm đập cửa, ầm, ầm, ầm. Thiệu Vân An thấy thực phiền. Trễ thế này ai lại đến đây? Vương Thanh đang ở phòng bếp chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, thấy rõ người bên ngoài. Phản ứng đầu tiên của Vương Thanh là xoay người hướng trong nhà chạy. Một lời chào hỏi cũng chưa hề thốt ra. Lại là mấy người đến phá đám. Bé kinh hãi la lên. Cha, cha, gia gia cùng tiểu cô tới. Tà Thảo, Thiệu Vân An lật bàn. Đại ca, người có nhà không? Thành nhì như thế nào thấy người cũng không kêu. Một giọng nữ có chút đóng đảnh vang lên. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Vương Thạch Tĩnh tìm lấy miếng bịt mắt của mình mang vào. Thiệu Vân An để Vương Thanh tiếp tục đi rửa mặt, thuận tiện chiếu cố Vương Ni. Sau khi mở cửa, Vương Thanh miễn cưỡng hô Gia Gia, tiểu cô. Sau đó liền chạy trốn. Vương Ni vừa nghe Gia Gia và tiểu cô tới, sợ tới mức tránh ở phòng bếp không dám ra. Vương Đại Lực sắc mặt u ám, muội muội Vương Thạch Tĩnh, Vương Xuân Tú mặt cũng đen không kém. Hai người vào nhà, Thiệu Vân An đem đũa cạch một cái đặt mạnh lên bàn, sắc mặt so với hai người kia còn muốn đen hơn. Một tiếng vang này khiến Vương Đại Lực cùng Vương Xuân Tú không khỏi giật mình. Thiệu Vân An giả bộ trừng Vương Thạch Tĩnh. Không phải kêu ngươi đi múc canh sao? Giọng nói này nghe sao cũng giống như người đàn bà chanh chua. Vương Thạch Tĩnh nhận bát của Thiệu Vân An, im lặng đi múc canh. Vương Đại Lực cùng Vương Xuân Tú không nhìn Thiệu Vân An, đồng thanh nói. Thạch Tĩnh. Đại ca. Vương Thạch Tĩnh dừng lại, có người không chịu nghe theo. Sững sờ làm gì? Canh lạnh, người muốn ta uống vào bị đau bụng sao? Vương Thạch Tĩnh mở cửa đi ra ngoài. Vương Xuân Tú căm giận lườm Thiệu Vân An. Thiệu Vân An trừng trở lại. Ngươi là ai à? Tối mù mịt chạy đến nhà chúng ta làm gì? Thành thân chưa? Nếu chưa thì mời ra ngoài, tránh người khác nhàn thoại. Sắc mặt Vương Xuân Tú đỏ lên. Vương Đại Lực không phải người nói nhiều. Đối mặt với Thiệu Vân An miệng lưỡi nhanh nhảu, làm sao có khả năng phản kích? Vương Xuân Tú cũng không trông cậy gì nhiều vào cha mình, đỏ mặt nói. Ta là Vương Xuân Tú, muốn tới nhà đại ca còn phải xem canh giờ. Nhà đại ca ngươi. Thiệu Vân An hừ lạnh. Ta thật ra có nghe nói Thạch Tĩnh ca còn có một khuê nữ muội muội, nhưng từ hôm thành thân đến giờ còn chưa từng nhìn thấy. Người không biết ngượng mà nói đây là nhà ca ca.
Ngày thành thân người cũng giống tên đệ đệ kia không lộ mặt. Hiện tại chạy đến nhà này là có ý gì? Khóe môi Phương Xuân Tú giật giật, đẩy đẩy cha mình. Phương Đại Lực nhìn ra ngoài cửa, định chờ Phương Thạch Tĩnh tiến vào. Thiệu Vân An nổi nóng, dương giọng gọi. Thanh Nhi, đi kêu Lý Chính, nói Vương gia lại tới nhà náo loạn. Phương Đại Lực căng chặt cơ thể, Phương Xuân Tú nóng nảy hô lên. Đại ca, người thực sự cưới tức phụ liền quên nương sao? Người xem tức phụ người khi dễ người như thế nào này? Chén canh của Thiệu Vân An còn thừa một nửa. Lúc vào phòng bếp, Phương Thạch Tĩnh đã đem nửa chén còn dư uống cạn. Nghe thấy giọng Thiệu Vân An và muội muội từ trong phòng vọng ra, hắn để hai đứa nhỏ vào phòng mình và Thiệu Vân An trước, sau đó múc một chén canh khác bưng vào phòng. Phương Thạch Tĩnh còn chưa nhấc chân vào, Phương Xuân Tú lại hô tiếp. Đại ca, người đúng là không cần cha nương, không cần đệ muội có phải không? Nhị ca nhị tẩu bị bắt, Chi Tùng bị phu tử trách phạt, người cũng không rên một tiếng. Người xem tức phụ người đã làm cái gì này, xem hắn đối xử với ta thế nào này. Hắn là đại tẩu người. Phương Thạch Tĩnh đem bất mãn của Phương Xuân Tú chặn trở lại, cầm chén đưa cho Thiệu Vân An, nhìn thẳng cha hắn nói. Ta biết các ngươi tới tìm ta làm gì. Ta cùng Lý Chính và tộc trưởng đã nói qua. Điền Nham cùng Quách Thị là do huyện lệnh đại nhân trách phạt. Chi Tùng là do viện trưởng khiển trách. Ta đã cầu tình hết khả năng. Phương Xuân Tú nhanh miệng nói. Ngươi không phải có ngọc bài huyện lệnh cho hay sao? Đi tìm huyện lệnh đại nhân à? Bằng không ngươi đem tiền chuộc nhị ca nhị tẩu ra. Ngươi cũng không thiếu bạc. Tà thảo, Thiệu Vân An dù chưa đánh nữ nhân bao giờ cũng muốn ra tay. Vương Thạch Tĩnh, ngọc bài kia là của ai? Tiền trong nhà là của ai? Thiệu Vân An lạnh mặt lên tiếng. Phương Xuân Tú thân thể run run. Nàng thân là một cô nương. Nếu không thể la lối khóc lóc giống như Vương Lão Thái thì chẳng biết phải đối mặt với Thiệu Vân An mặt lạnh thế nào. Vương Thạch Tĩnh trả lời. Ngọc bài là của tẩu tử ngươi. Bạc cũng là do tẩu tử ngươi trưởng quản. Phương Xuân Tú lập tức nói. Của tức phụ ngươi còn không phải là của ngươi sao? Vương Thạch Tĩnh sầm mặt. Ngươi còn không lớn không nhỏ một cái tức phụ thì cút ra ngoài. Vương Xuân Tú không thể tin được. Đây là đại ca trong trí nhớ nàng, là người ít khi mở miệng, giống như cha vậy, cho dù uất ức cũng không lên tiếng. Phương Đại Lực nói. Thạch Tĩnh, đó là huynh đệ người. Ta không có huynh đệ cả ngày ham muốn gia tài của hình trưởng, khinh tẩu, ngược cháu. Phương Thạch Tĩnh bộc lộ hoàn toàn nộ khí. Các người tới tìm ta cầu tình, vậy trước đó sao không xem thử hắn đối đãi ta thế nào? Nhìn về phía Vương Xuân Tú sắc mặt trắng bệch, bị hắn dọa sợ không thể thốt nên lời. Ngươi mở miệng một cái là ta tức phụ, ta cùng tẩu tử ngươi thành thân, ngươi cũng không lộ mặt. Ngươi còn xem ta là đại ca sao? Nì tử trời lạnh phải giặt đồ cho ngươi, ngươi có xem ta là đại ca sao? Nếu không phải Điền Nham và Chi Tùng hôm nay xảy ra chuyện, ngươi chắc chẳng bao giờ mở cánh cửa nhà này đâu nhỉ? Ta đã phân ra, tẩu tử ngươi cũng không phải nữ nhân, ngươi khuê nữ chưa xuất giá. Về sau đừng tới nữa. Vương Điền Nham còn không chịu nổi lãnh ý của Vương Thạch Tĩnh, huống chi Vương Xuân Tú. Phương Xuân Tú nghe xong nước mắt xoạt xoạt rơi xuống. Phương Đại Lực trong mắt u ám, nói. Người thực không quản. Ta không quản được. Hắn dám quản. Thiệu Vân An xù lông quát. Nhà này ta làm chủ, ta kêu hắn đi hướng Tây, hắn còn dám đi hướng Đông. Từ trong ngực móc ra khối ngọc bài rồi ném trên bàn, Thiệu Vân An hất cằm nói. Có bản lĩnh các ngươi tự mình lấy, đi cầu huyện lệnh đại nhân thả người. Bác, một phần cũng đừng nghĩ, truyền thống vương gia không phải sợ lão bà sao? Khi nào lão gia gia ngài quản được lão nãi nãi, hãy đến tìm nhi tử làm chủ. Chào phúng liếc Vương Đại Lực không còn mặt mũi, Thiệu Vân An hướng Vương Thạch Tĩnh rống. Nhiều đồ như vậy còn chưa thu dọn đâu, nhanh đi làm đi. Nam nhân sợ vợ, Phương Thạch Tĩnh thành thật nghe lời đi ra ngoài. Thiệu Vân An chỉ vào cửa. Đi thong thả không tiến. Vương Xuân Tú, người về sau còn tiến vào nhà này, ta liền nói người cầu dẫn ta. Người! Vương Xuân Tú nước mắt xoành xoạch rơi, quá xấu hổ rồi. Lời như này sao lại có thể tùy tiện nói ra. Phương Đại Lực môi giật giật, bắt lấy tay nữ nhi lập tức bước tới. Sợ còn ở lại một khắc nào nữa sẽ gây ra nhàn thoại khó nghe.
Vương Lão Thái và Vương Đại Lực còn muốn tìm một nhà thông gia giàu có cho Vương Xuân Tú. Vương Xuân Tú không cần cha nàng kéo, nàng hận ban đầu đừng có bước vào gian nhà này. Hai người đi rồi, Vương Thanh vẫn luôn canh chừng lập tức chạy ra đóng cửa. Vương Thạch Tĩnh trở lại phòng, Thiệu Vân An cất ngọc bài xong, nói: "Nhanh ăn cơm đi." Vương Thạch Tĩnh không bận tâm đến việc Thiệu Vân An hống hách với hắn lúc nãy, ngồi xuống giường nói: "Canh của ngươi lạnh nên ta uống rồi, ta đã múc cho ngươi chén mới, ngươi cũng nhanh ăn đi." "Cha, ăn cơm." Vương Thanh bê chén vào, Vương Ni cầm một cái mâm theo sau. Trên mâm là mấy cái bánh bột ngô còn tỏa hương nóng hổi. Thiệu Vân An không vì Vương Thạch Tĩnh uống mất canh của mình mà xấu hổ. Hai người cúi đầu đem canh uống sạch, sau đó bưng chén không ra ngoài, để Vương Thanh và Vương Ni đi ngủ sớm một chút. Hai đứa nhỏ nằm xuống, Vương Ni liền hỏi: "Ca, cha sẽ không đi nữa chứ?" "Sẽ không." "Chúng ta sẽ không bị khi dễ nữa đúng không?" "Có cha nhỏ, sẽ không. Ngủ đi Ni tử, ngày mai dậy sớm giúp cha và cha nhỏ làm việc." "Vâng." Vương Ni ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Vương Thanh trợn mắt suy tư. Gia Gia, Nãi Nãi, Nhị Thúc, Tiểu Thúc, còn có Tiểu Cô, bọn họ đối xử với cha như vậy, còn không phải vì Tiểu Thúc đọc sách sao? Hiện tại bé cũng có thể đọc sách, bé nhất định phải giỏi hơn cả Tiểu Thúc. Bé muốn làm Trạng Nguyên, về sau sẽ không có ai dám khi dễ bé và muội muội, sẽ không ai dám khi dễ cha và cha nhỏ. Hai đứa nhỏ ngủ, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh không ngủ được. Thiệu Vân An xử lý lá trà, Vương Thạch Tĩnh thì thu dọn các đồ đạc khác. Lúc ở huyện về, Thiệu Vân An mua rất nhiều đồ vật, trong đó bao gồm mấy cái mẹt lớn, nơi này các nông hộ thường dùng để phơi đậu hoặc những thứ khác. Thiệu Vân An không có thời gian đặt người làm nên mua trước 7-8 cái để phơi trà. Lá trà được trải trên mẹt tre theo từng loại khác nhau, dựa theo cách Vương Thạch Tĩnh đã hái lúc trước. Hoa cúc dại phơi ở một cái mẹt khác. Còn hoa quế, Thiệu Vân An đành xa xỉ phơi trên một phiến giấy. Dù sao cũng không nhiều lắm. Chờ Vương Thạch Tĩnh nhanh nhẹn đem đồ thu dọn xong, Thiệu Vân An đem lá trà ra ngoài phơi. Vương Thạch Tĩnh vừa đến, Thiệu Vân An liền nói: "Lá trà hái xong phải mở ra phơi một canh giờ. Vốn lúc hái về phải phơi ra liền, để lâu sẽ lên men. Trà lên men sẽ rất khó uống." Vương Thạch Tĩnh lo lắng hỏi: "Vậy hiện tại bị lên men sao?" Hắn lần đầu tiên nghe thấy lá trà còn lên men. Thiệu Vân An ngửi ngửi lá trà, nói: "Giờ mới xử lý hơi muộn, lá trà không còn tươi nữa. Đêm nay không thể ngủ, thời điểm chế trà rất quan trọng. Người đem hai cái nồi gang mới mua rửa sạch, lau khô, sau đó đi tìm ít vôi." "Được." Vương Thạch Tĩnh đi rửa nồi, viện này có hai gian phòng, thêm một cái phòng bếp và một cái phòng nhỏ để tạp vật. Trời đã tối chẳng kịp thu dọn, Thiệu Vân An liền ở trong phòng của hắn và Vương Thạch Tĩnh chế trà. Điều kiện đơn sơ, trước chỉ có thể tùy tiện một chút. Hắn cũng không nghĩ đến có thể tìm được lá trà nhanh như vậy, xem ra phải mau chóng mua đất, dựng nhà mới. Thiệu Vân An vào phòng bếp búc một gáo nước, lúc quay lại nhanh chóng vào không gian, múc một gáo linh tuyền, sau đó lại lấy cái chai đựng linh nhũ dịch, mặc dù chỉ có một chút, trộn vào. Thiệu Vân An dùng tay vẩy ít nước lên lá trà. Nước bình thường khẳng định sẽ thúc đẩy lá trà lên men, nhưng nước linh tuyền cộng thêm linh nhũ dịch lại là chất dinh dưỡng rất tốt. Đem lá trà và hoa cúc dại vẩy nước qua một lần, Thiệu Vân An cẩn thận kiểm tra bấc đèn dầu, đánh giá thời gian. Trong không gian có đồng hồ, nhưng phải tốn thời gian tìm. Cũng không biết Vương Thạch Tĩnh khi nào trở về, hắn chỉ có thể dùng phương pháp đơn sơ này tính thời gian. Bởi vì vậy nước linh tuyền, thời gian phơi sẽ lâu hơn chút. Long Tĩnh thuộc loại trà xanh đậm. Kỹ thuật sao trà từ sau khi hái về bao gồm lắc, nắm bắt, oằn, ép nghiền, cọ sát, ném. Phải làm đúng hết quy trình mới sao ra được trà Long Tĩnh tốt. Ở đây không có Tây Hồ. Thiệu Vân An không thể gọi trà này là Long Tĩnh Tây Hồ được. Để làm một cân trà Long Tĩnh, cần đến 4-5 cân lá tươi. Thiệu Vân An tính nhẩm, với số lượng trà họ hái được, có thể làm hơn 20 cân trà. Hơn 20 cây trà cổ thụ là rất nhiều. Một cây trà cổ thụ có thể sao ra gần 1 cân trà. Nếu không,
trà cổ thụ sao lại quý báu như vậy? Chính là bởi vì trà cổ ra lá quá ít nên người ta mới trồng trà bậc thang. Những cây trà trong vườn trà mà người hiện đại thường thấy thật ra là những cây được nhân giống số lượng lớn với phương pháp hiện đại, thường được gọi là trà cao sản. Trà bị ngắt lấy mầm để sinh ra nhiều cành mới, như vậy có thể thu hoạch được nhiều lá hơn. Vì vậy hương vị không thể nào so sánh với trà cổ thụ. Thiệu Vân An không tham, 23 cây trà cổ kia đã thực sự thỏa mãn hắn. Nếu có người dám cùng hắn tranh đoạt, hắn liền đem 23 cây trà nhổ bỏ vào trong không gian luôn, lại ở trong không gian lấy nhánh ra trồng thêm. Vậy là không chỉ có 23 cây đâu, có không gian nghịch thiên ở bên cạnh, hắn tràn đầy tự tin. Hết chương 19.